Get level, set up lòng hamster. Level 1, sơ cấp, đủ phụ kiện cần thiết. Level 2, trung cấp, đủ phụ kiện cần thiết, thêm tầng mở rộng không gian. Level 3, nâng cấp, đủ phụ kiện cần thiết, thêm hầm bàn mở rộng không gian, update phụ kiện mới. Level 4, cứu cấp là cấp cứu, hết tiền hết cổ, trở thành không được hống nhậu khỉ. Mấy bạn đang ở level mấy vậy?